Hello, xin chào mọi người, mình là Linh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vào hôm vừa rồi thì mình có tham dự một event của Lancome. Và bây giờ bắt đầu make up cùng mình nhé. Sau các bước skincare xong thì mình sẽ đến với bước kem chống nắng. Và mình sẽ sử dụng cả mặt cả cổ luôn. Với cái sáp kem chống nắng mình đang dùng thì nó không bị dính như các dòng kem khác đâu. Nhưng mà khi sờ lên mặt thì cảm giác nó hơi có một cái chất gì đấy trên da. Mình không thích cảm giác này lắm. Hôm nay mình sử dụng kem lót mình mới tạo gần đây là em Fenty Beauty dòng mới. Dòng này thì là dòng cấp ẩm tại vì mình thấy là sắp đến mùa đông rồi. Em này cảm nhận đầu tiên là mình rất thích packaging với là thân lì, màu nút hồng rất là xinh, cộng với mùi rất là thơm nhưng kiểu mùi rất là xịn xịn ý, không gây khó chịu cho mình đâu. Vì event ban ngày nên là mình không muốn cái lớp nền của mình nó bị quá dày nên mình sử dụng em Make Up For Ever này. Với độ che phủ ok mà không bị quá dày nhưng vẫn che được những khuyết điểm của mình. Thật sự thì lúc đầu ý định của mình là sẽ quay một video Get Ready With Me. Nhưng mà khi mà Hà bạn mình đến để make up cùng với nhau thì thật sự hai đứa buôn quá nhiều nên mình không thể thu tiếng lúc mình quay video được. Nên là mọi người hãy thông cảm cho mình lần này nha. Và để bước lên hoàn hảo hơn thì mình sẽ dùng kem che khuyết điểm để che cuống thâm mắt này và che những vết thâm mụn còn lại. Với những chỗ cuống thâm mắt hay là những vết thâm mụn đậm màu hơn thì mình sẽ sử dụng cách layer các lớp che khuyết điểm lên để tăng độ che phủ mà không bị quá dày kem che khuyết điểm. Và mọi người hãy chú ý những vùng da đậm màu nhưng mà hay bị bỏ quên, ví dụ như là khóe mắt này, khóe miệng hay là vùng cánh mũi. Vì mấy hôm nay da mình hơi khô một chút nên mình sẽ sử dụng xịt mask fix trước, sau đấy đợi khô và mình sẽ phủ phấn sau. Và hộp phấn thứ hai của Laura Mercier đã về rồi đây. Mình dùng hộp này là hộp thứ hai rồi. Với giá lúc đầu mua thì khá là đắt nhưng một hộp dùng rất là lâu mọi người ạ. Đây là một cái khoản chi phí mà chúng mình nên đầu tư. Và cái bước mà mọi người biết là mình không thể thiếu là gì rồi đấy, đấy chính là lông mày. Và hôm nay mình quay lại sử dụng dạng gel của Anastasia. Mình sử dụng màu medium brown, mình thấy cái màu này rất là dễ dùng. Từ ngày mình tóc nâu nhạt cho đến bây giờ nâu sáng hơn một xíu, mình thấy dùng vẫn là ok, vẫn là hợp. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với bước make up mắt. Và hôm nay mình định đánh son hơi đậm một xíu nên cái bước make up mắt mình sẽ không có cầu kỳ nhiều quá đâu. Và hôm nay mình sử dụng bảng mắt quốc dân. Đối với mình nó là quốc dân tại vì nó rất là dễ dùng. Nếu mà mình không biết sử dụng bảng mắt nào thì mình sẽ dùng ngay cái bảng này. Và màu đầu tiên mình sử dụng để phủ lên toàn bộ bố mắt, mình sử dụng màu nâu cam. Màu này siêu siêu dễ dùng luôn đi mọi người ạ. Sau đấy mình sẽ sử dụng một màu nâu đậm nhất trong mảng mắt để tán sát phần chân mi, sau đấy tán nhẹ lên phần mí mắt. Thế là xong màu mắt rồi đấy mọi người ạ. Có đơn giản quá không? Tại vì là mình đánh son đậm rồi nên mình sẽ không cầu kỳ mắt quá đâu. Bây giờ mình sẽ kẹp mi, kẻ mắt và chút mascara. Lâu lắm rồi thì mình mới quay lại kẻ mắt bằng chì mềm. Cái này mình mới được tặng của Ophelia. Và mình khá thích em này. So với những cái dòng chì mềm mình dùng thì em này khá là ok. Chì rất là mềm. Và mọi người ạ, có một điều rất là buồn cười là khi mình search thông tin em này để chèn vào video thì mình mới biết là một đầu chì và em ấy còn có một đầu tán nữa. Thật là ngốc nghếch. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng một chiếc cọ dẹt để tán cái phần đường viền kẻ mắt cho nó đỡ bị sắc nét quá. Sau đấy là sẽ chốt mascara. Và mọi người biết là mình sẽ chốt cái gì đấy. Đấy chính là mascara quốc dân Kiss Me Heroin Make. Thật sự cái mascara này là đúng là một cuộc cách mạng đối với mình trong cái việc make up này ấy. Đỉnh một cách kinh khủng khiếp. Ok, xong make up mắt rồi. Bây giờ sẽ làm cho gương mặt được thon gọn và trông có chiều sâu hơn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng bảng khối của Anastasia cho vùng mũi và vùng xương quai hàm. Và bây giờ đến má, mình sẽ sử dụng cái hộp má Becca mini mà mình yêu thích. Màu thì xinh này, size thì còn mini nữa, dùng rất là tiết kiệm. Mình rất hay dùng cái màu má này tại vì là rất dễ hợp với các make up look luôn. Và bước cuối cùng để đến với phần son thì mình sử dụng highlight. Lâu lắm rồi thì mình mới sử dụng em highlight này. Mọi người ơi, hai cái highlight của mình hiện đang có mà mình thích thì đều là của Becca hết. Mọi người có highlight nào mà recommend cho mình thì comment ở dưới cho mình biết với nhá. Để được cái màu son ưng ý cho ngày hôm nay thì mình phải mix 3 màu son lận. Màu đầu tiên là màu Su 795, màu thứ hai là màu 33 của For You Too và màu cuối cùng là màu 07 của Maybelline để ra được màu đỏ mà mình ưng ý. Và mình đã hoàn thành xong make up lúc ngày hôm nay rồi. Bây giờ mình sẽ sửa soạn một chút, lên đồ để đi event bây giờ đây. Và tạm biệt mọi người nha. Đừng quên nhấn like và subscribe cho mình nhé. Và ấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi lần mình ra video mới. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.